Bao năm nay, các trang báo thiêu dạch rất nhiều chuyện ly kỳ về các bóng ma xuất hiện trong căn nhà số 24 Lý Thái Tổ, quận 3. Chúng ta sẽ quay ngược lại thời gian, tôi sẽ tóm tắt tai nạn thảm khốc khiến 8 người trong gia đình này thiệt mạng. Đó vào một đêm khuya năm 2001, ngọn lửa bất chợt bùng phát dữ dội từ tầng trệt tiệm bán xe máy Minh Trung của ông La Xuân Thượng. Hàng chục chiếc xe máy bị thiêu rụi, lửa khói mùi cao su khét lẹt tiếp tục lan nhanh lên các tầng 1 và tầng 2 là nơi mọi người trong gia đình đang ngon giấc. Căn nhà được xây dựng kiên cố, bịt bùn, các mặt tiếp giáp với những căn nhà khác. Chỉ có cổng chính để thoát ra nhưng đang bị khóa chặt bằng hai lớp cửa sắt. Các nạn nhân trong biển lửa đỏ la hét thảm thiết cầu cứu hoảng hốt. Vợ ông Thượng và người con trai là La Hạnh Trọng nhảy từ lầu 1 xuống. Ông Thượng và 5 thành viên khác gồm các con gái và các cháu nhỏ đều chìm trong biển lửa. Khi ngọn lửa đang bùng cháy, chị La Thị Thanh Loan đang mang thai, bế thêm đứa con nhỏ chạy ra ban công. Nhiều người khuyên chị nhảy xuống nhưng chị không dám và đã cùng đứa con tử nạn trong đám cháy. Hai người thoát khỏi căn nhà đang gừng gực lửa, phần vì bỏng nặng, phần vì chấn thương, sau đó cũng chết ở bệnh viện. Nguyên nhân vụ cháy thảm khốc là do anh La Phạm Trọng, người con trai bị tâm thần của ông Thượng, châm lửa đốt. Kể từ đó, nhiều tờ báo đã khai thác triệt để tai nạn thương tâm này bằng những chuyện giật gân ly kỳ ma quái. Câu chuyện đêm đêm có bóng thai phụ bế con đứng trên ban công, ngu hời, giơ tay vẫy người qua lại. Tiếng quét nhà sột sạt vang vọng, tiếng khóc thét của trẻ nhỏ giữa đêm khuya phát ra từ căn nhà. Căn nhà trở nên nổi tiếng ở Sài Gòn với những giai thoại ma ám.